Nhiệm kỳ 2017-2022, đoàn phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy đã thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Nổi bật, đoàn phường đã thực hiện 80 công trình, 697 phần việc thanh niên, tổng trị giá trên 550 triệu đồng. Xây dựng sửa chữa 3 căn nhà nhân ái, kinh phí 115 triệu đồng. Thăm tặng 1.292 phần quà cho đối tượng chính sách, người nghèo, thanh thiếu nhi, trị giá 323 triệu đồng. Đặc biệt, trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch COVID-19, đoàn phường đã vận động nhiều phần quà để hỗ trợ cho người dân trên địa bàn, đồng thời đã hỗ trợ 236 thanh niên vay vốn phát triển kinh phí với tổng dư nợ trên 5 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ có 31 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng. Tại đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022-2027, các đại biểu đã bầu trực tiếp bí thư, ban chấp hành, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 8 ủy viên và bầu 6 đại biểu dự đại hội đoàn cấp trên.